Thưa quý vị và các bạn, bão số 2 đã suy yếu và tan nhanh khi đi vào khu vực đất liền nước ta. Từ chiều tối qua, tại các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc Bộ mưa đã giảm hẳn, nhưng hoàn lưu của bão dịch chuyển dần về phía Tây cũng đã gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều nơi đạt trên 100mm. Dự báo trong sáng nay, hoàn lưu vùng thấp suy yếu từ bão số 2 kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ vẫn còn gây mưa dông cho miền Bắc, lượng mưa phổ biến đạt từ 30-50mm. Trên các sông suối thuộc khu vực các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu các sông là từ 3-5m, hạ lưu là từ 1-3m. Dự báo trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1. Sau đó từ ngày mai 13 tháng 8, trời có nắng nhiều trở lại, mưa giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện rải rác vào thời điểm chiều tối và đêm, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất tăng lên ngưỡng từ 29-32 độ. Với các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung, tại Thanh Hóa hay là Nghệ An, trong đêm qua và sáng sớm nay vẫn còn có mưa, nhưng lượng nhỏ hơn, chỉ từ 10-30mm. Sang tới ngày hôm nay, ở Thanh Hóa, Nghệ An mưa giảm, trời chuyển nắng nhẹ về chiều, mức nhiệt cao nhất trong ngày tăng nhẹ lên mức từ 29-31 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ không nằm trong vùng tác động của hoàn lưu hậu bão số 2, vì thế trong ngày phổ biến là ít mưa, trời có nắng nhiều, nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng từ 32-34 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa cũng đã bắt đầu giảm dần, nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam đang trong giai đoạn thoái trào. Trong chiều và tối nay thì mưa dông vẫn xuất hiện, nhưng lượng mưa nhỏ chỉ còn trong khoảng từ 5-15mm. Trong ngày thì trời có nắng, cường độ nắng không mạnh, nhiệt độ ở Tây Nguyên phổ biến từ khoảng từ 27-30 độ, còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ là từ 31-33 độ. Trên biển, bão số 2 vừa mới tan đi, theo mô hình dự báo sao của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, vào khoảng cuối tuần sau, trên khu vực vùng biển Philippines có thể sẽ hình thành một cơn bão với tên quốc tế dự kiến là Ma-on. Trong những ngày tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc tiếp tục mạnh thêm. Đến ngày 18 tháng 8, bão sẽ đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines. Sau khi đổ bộ thì không loại trừ khả năng bão vẫn tiếp tục di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2022. Tuy nhiên trên đây mới chỉ là dự báo xa, diễn biến của vùng xoáy thuận nhiệt đới này có thể sẽ còn thay đổi trong thời gian tới.